xà lan này với miền Tây mình nó như vậy là cũng thấy quá khủng rồi đó các bạn ơi. Tại này kinh nhỏ, đây là xà lan nhỏ của mấy anh đó đó. Nhưng mà vô kinh này thấy nó cũng bự lắm mà. Trời bắt đầu mưa đó các bạn ơi, lâm râm hết rồi. Đây, 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 gặp giờ. Này là không cẩn thận là dập giờ như chơi đó các bạn. Đá không á. Không phải chuyện đùa. Phải biết thế phần mới làm được cái này bạn ơi. Quá cao chắc quăng qua khỏi lộ qua bên kia quá rồi. Đúng rồi, cái cây này thì có thể xả ra xả vô, có thể dài ra rồi rút ngắn lại các bạn. Rồi tiếp tục là chuẩn bị lôi lên cái cây dài nữa nè. Thu vô đó các bạn, để ngắn để dễ làm. Rồi dở rồi nè, cái dài dài không các bạn ơi, quá khủng. Ê ê, nguy hiểm lắm đó anh bạn à, không phải chuyện đùa đâu, không phải chuyện đùa đâu nha. Ôi nhiều giờ kìa chưa, phải biết một chút võ thuật mới làm được nha các bạn. Đỏ đỏ giữ như thiết bản tà thiên luôn đó. Rồi rất là nguy hiểm các bạn ơi, không phải dễ làm đâu nghe, không phải ai cũng vô đây làm được cái chuyện này. Qua lỗ luôn các bạn, bắt đầu giãn ra nè, dài dài cây ra nè, cây này nặng quá không biết dài ra đây, tháo ra luôn.
đây chứ hai cây á các bạn ơi, đúng rồi hai cây, có một cây một cái. Rồi xong di chuyển. Nổ bánh rời bánh mới nha các bạn. Rồi tạm thời mình sẽ kết thúc video tại đây nha các bạn. Thì cuộc sống của anh em máy cẩu là gì đó, phải neo đậu tới bến này tới bến nọ, thì công việc họ làm là gì, họ cũng vẫn mang những cái cây cột này nè thảy về những cái vải rồi xong là hết việc. Cảm ơn các bạn đã đón xem nhé.